What is the higher mountain in the world? Câu này sai ở từ higher. Đây là so sánh nhất. Ngọn núi nào cao nhất trên thế giới? Chúng ta sẽ phải chuyển higher thành highest. Câu số 2, I wish my mother gives me presents more often. Tôi ước mẹ tôi tặng quà cho tôi thường xuyên hơn. Câu này sai ở gifts bởi vì đây là câu ước ở hiện tại cho nên đằng sau my mother chúng ta sẽ phải dùng thì quá khứ đơn. Chính vì thế gifts chúng ta sẽ phải thay bằng GIVE. Câu số 3. The teacher was pleasing with the result of your examination. Cô giáo hài lòng với kết quả thi của bạn. Câu này sai ở pleasing bởi chúng ta sẽ phải dùng tính từ của động từ please là pleasant ở câu này. Câu số 4 The little boy didn't know how lacing his shoes. Câu này sai ở lacing bởi đi sau how sẽ là một động từ có to chứ không phải là một động từ in. Chính vì thế câu này chúng ta sẽ sửa how lacing thành how to lace. Lace ở đây có nghĩa là thắt hoặc buộc. Cậu bé không biết cách buộc giày. Câu số 5. You are quite so thin that you can slip between the bars. Bạn gầy tới nỗi bạn có thể trượt giữa các cái thanh này. Câu này chúng ta thấy nó sai ở quite so. Chúng ta không cần dùng quite trong trường hợp này. Bởi vì chúng ta có cấu trúc So that cộng với tính từ có nghĩa là đến nỗi mà. Câu số 6. To turn on the light, I was surprised at what I saw. Khi bật đèn lên, tôi ngạc nhiên với cái mà tôi nhìn thấy. Câu này sai ở to turn bởi vì mở đầu một câu bắt đầu bằng động từ in có nghĩa là when. Và to turn chúng ta phải chuyển thành turning on the light có nghĩa là when I turned on the light Chúng ta viết gọn lại thành turning on the light Câu số 7 I would rather live on the farm than to live in a city Câu này sai ở live Vì đi sau từ than chúng ta không cần một động từ có to Là một động từ nguyên mẫu Có nghĩa trong câu này Than live Câu số 8 The school library is free and open for all the pupils and teaching staff. Câu này chúng ta sẽ thấy sai ở for bởi vì chúng ta không dùng for sau open hay các tính từ mà chúng ta sẽ dùng to. Chính vì thế for sẽ phải chuyển thành to. Câu số 9. Why don't you borrow books in the local lending library? Câu này sai ở in bởi chúng ta sẽ dùng giới từ from. Tại sao bạn lại không mượn sách từ thư viện cho mượn ở địa phương? Câu số 10: He had to admit that there was something in what mother kept saying. Anh ta phải thừa nhận rằng có một điều gì đó trong điều mà mẹ anh ta đang nói. Câu này sai ở were bởi vì something luôn ở dạng số ít, chính vì thế chúng ta phải dùng was. There was something. Câu số 11. The students suggested buying flowers for the teachers in the teachers' day. Học sinh gợi ý là mua hoa tặng cho thầy cô giáo nhân ngày nhà giáo. Câu này chúng ta thấy sai ở in vì chúng ta không dùng giới từ in trước ngày mà thay vào đó chúng ta dùng giới từ on on the teacher's day Câu số 12 No one have solved such a difficult problem Câu này sai ở have bởi vì no one luôn là chủ ngữ số ít cho nên chúng ta dùng has thay cho have Câu số 13 During their meet, They discussed what to do at the weekend. Câu này sai ở meat bởi meat là thịt đồ ăn. Mà ở đây, nghĩa của câu không thể dùng meat thịt được. Chúng ta phải thay bằng meeting. During their meeting. Trong suốt cuộc gặp gỡ, họ đã thảo luận về làm gì vào cuối tuần. Câu số 14. If you write the essay carefully, you will get a good mark. Câu này sai ở careful bởi vì chúng ta không thể dùng tính từ careful để bổ nghĩa cho động từ write được. Chúng ta phải dùng trạng từ carefully. Câu số 15 Ordinary Americans are friendly but not afraid to show its feelings. Câu này sai ở tính từ sở hữu its bởi chúng ta phải thay bằng their tính từ sở hữu their Thay cho Americans. Người Mỹ gốc rất thân thiện và không ngại biểu lộ cảm xúc của họ. Câu số 16. The girl who were injured in the accident is now in hospital. Cô gái bị thương trong vụ tai nạn bây giờ đang nằm viện. Câu này sai ở were bởi chúng ta sẽ phải thay bằng was để bổ nghĩa cho girl chủ ngữ số ít. Câu số 17 Thank you very much of the present that you send me. Cảm ơn rất nhiều về món quà bạn đã gửi cho tôi. Câu này sai ở of bởi chúng ta không dùng giới từ of đi sau thank, cảm ơn, mà thay vào đó chúng ta sẽ dùng giới từ for. Câu số 18 There wasn't some directory in the telephone box from which I was phoning không có cuốn danh bạ điện thoại trong hộp điện thoại mà tôi đang gọi. Câu này sai ở some vì directory là danh từ danh bạ điện thoại. Nó là danh từ số ít cho nên chúng ta phải dùng mạo từ ở. Uh. Câu số 19. The man who I was waiting for didn't turn up. Người đàn ông mà tôi đợi đã không xuất hiện. Câu này sai ở who bởi chúng ta không dùng đại từ quan hệ who để thay cho the man trong trường hợp này mà the man là tân ngữ của động từ waiting for đợi cho nên chúng ta sẽ dùng đại từ quan hệ whom hoặc không cần dùng đại từ quan hệ nào câu số 20 women wear makeup to beautiful themselves câu này sai ở beautiful beautiful là một tính từ không thể đóng vai trò là một động từ được mà động từ của beautiful là beautify. Phụ nữ trang điểm là để làm đẹp cho chính họ. Câu số 21. Mai and Lan have a row because they have a misunderstood one another. Mai và Lan có sự cãi vã ẩm ý bởi vì họ đã hiểu lầm nhau. Câu này sai ở one another bởi vì cụm từ này thay cho nhiều người Chính xác trong câu này chúng ta sẽ phải dùng each other dành cho hai người. Câu số 22: The workers are building a new bridge which is 150 meters in high. Câu này sai ở hai bởi vì high là tính từ sẽ không đi sau giới từ in mà thay vào đó chúng ta phải dùng danh từ của high là height. Câu số 23 It's no use asking them keep quiet Bảo họ giữ im lặng cũng vô ích Câu này sai ở keep Bởi vì chúng ta sẽ dùng động từ Có to trong cấu trúc Ask somebody to do something Yêu cầu ai đó làm gì Chính vì thế câu này chúng ta dùng to keep Câu số 24 This tag is too long for me to read it Câu này sai ở it bởi vì chúng ta không cần dùng đại từ tân ngữ it để thay thế cho this text. Câu số 25, I can't get used to doing so difficult exercise. Tôi không quen giải những bài tập khó như vậy. Trước difficult exercise là một danh từ chúng ta không dùng so mà thay vào đó chúng ta sẽ dùng such. Such difficult exercises. Như vậy quý khán thính giả đã đi được một nửa chặng đường ở video này. Trước khi đi tiếp, chúng ta sẽ giải lao trong vài giây. Câu 26, My father doesn't know speak English. Câu này sai ở C, vì đi sau động từ know, speak phải có to. Câu 27 She behaves as if she was a baby. Câu này sai ở C. Đây là một câu đi sau as if, như thể. Nhưng she was a baby không có thật ở hiện tại, cho nên chúng ta sẽ thay was bằng were. Đây là cách dạy ngữ pháp của Việt Nam. Còn đối với người Anh thì chúng ta dùng were hay was đều được chấp nhận. Chính vì thế khi thi trình độ B ở Việt Nam, quý khán thính giả cứ dùng were cho chắc chắn. Câu số 28. You wanted me to tell you about what I was doing here and how was my life. Câu này sai ở was bởi vì was không thể đi sau how trong câu này được vì đây là một câu trần thuật chúng ta sẽ phải chuyển was về phía sau my life. How my life was. Câu số 29. The course is good, but more hard than I thought. Khóa học rất hay, nhưng khó hơn tôi nghĩ. Câu này sai ở more hard, vì đây là so sánh hơn, mà hard là một tính từ ngắn, cho nên chúng ta sẽ không dùng more đi trước hard mà thêm er harder Câu số 30 Sleeping all day, to eat too much and never going out is unhealthy. Ngủ cả ngày, ăn rất nhiều và không bao giờ ra ngoài là một lối sống không lành mạnh. Ở đây, chúng ta thấy sai ở to eat bởi vì chúng ta đang dùng chuỗi liệt kê sleeping never going thì eat cũng phải dùng động từ in eating để đảm bảo tính song song trong câu tiếng Anh. Câu số 31. The dentist gave me a checkup and then telling me I needed two feelings. Câu này sai ở động từ telling. Chúng ta không thể để telling được Chúng ta phải dùng told để đảm bảo tính song song với động từ give thì quá khứ đơn trong câu này. Nha sĩ kiểm tra răng cho tôi và nói, tôi cần phải hàn hai chiếc răng. Câu số 32, these engines used being started by hand, but now they are started by electricity. Câu này sai ở being chúng ta phải dùng là to be. The used to là một cụm từ diễn tả việc gì đó đã thường xảy ra trong quá khứ và hiện tại nó không xảy ra nữa. Chính vì thế, the engines used to be started by hand. Trước đây, những cỗ máy này được vận hành bằng tay, còn bây giờ thì chúng được vận hành bằng điện. Câu số 33. This house is often broken off and a lot of things are taken away. Câu này sai ở off. Đây là một cụm động từ break into có nghĩa là đột nhập. Căn nhà này thường bị đột nhập và rất nhiều thứ đã bị lấy đi. Như vậy chúng ta sẽ thay off bằng into. Câu 34 My father has a mechanic to repair his motorbike monthly. Bố tôi thuê thợ sửa xe máy cho ông ấy hàng tháng. Câu này sai ở to repair. Chúng ta có cấu trúc have a somebody do something, nhờ ai đó làm gì. Chính vì thế, repair không cần to trong câu này. Câu 35. There always is one wise woman who is both feared And respected by her people. Luôn có một người phụ nữ thông minh mà người khác phải nể sợ. Câu này sai ở always, bởi vì trạng từ tần suất always sẽ không đi trước động từ to be. Câu số 36. The woman tells them close their eyes tightly and cover them with their hands. Câu này sai ở close bởi động từ close đi sau tell sẽ phải có to. Tell them to close. Người phụ nữ nói họ nhắm chặt mắt lại và lấy tay che mắt. Câu 37. They visited America about a thousand years ago on the 11th century AD. Câu này chúng ta thấy sai ở on. Vì đi trước thế kỷ, chúng ta sẽ dùng giới từ in. Họ đã đi tới châu Mỹ hàng ngàn năm trước đây, vào thế kỷ thứ 11 sau công nguyên. Câu 38 Hà Đông is the town where I am born and grew up. Hà Đông là nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên. Câu này sai ở động từ am. Vì chúng ta không dùng I am mà dùng I was born. Tôi đã được sinh ra và lớn lên song song với động từ grew up quá khứ đơn. Câu số 39. She is the girl about that I talked to you yesterday. Chúng ta thấy câu này sai ở that đại từ quan hệ The girl là tân ngữ của động từ talk to. Chính vì thế mà chúng ta sẽ không dùng that. That chỉ thay thế cho chủ ngữ. Và whom là đại từ sẽ được thay thế cho that trong câu này. Cô ấy là cô gái mà tôi đã nói với bạn ngày hôm qua. Câu số 40 The lesson that We are learning now is very interested but difficult. Bài học mà chúng ta đang học bây giờ rất thú vị nhưng khó lắm. Interested là tính từ không được dùng trong câu này mà thay vào đó chúng ta sẽ dùng interesting vì interesting mới thay cho vật. Interested là thay cho người. Câu 41. She made me to pay for the damage I had done. Cô ấy bắt tôi phải trả cho những hư hỏng mà tôi đã gây ra. Câu này chúng ta thấy sai ở to pay bởi đi sau động từ make, động từ không cần to. Make me pay. Câu 42. He warned me to make an eye on my luggage as that place was full of thieves. Anh ấy đã cảnh báo tôi để mắt tới hành lý vì ở nơi này rất nhiều chỗ. Câu này là một cụm thành ngữ. Make an eye không đúng mà thay vào đó là keep an eye on. Để mắt tới, chúng ta sẽ thay động từ make bằng keep. Câu 43 When you are late for class, you should apologize for your teacher. Khi bạn đến lớp muộn, bạn nên xin lỗi giáo viên. Chúng ta thấy sai ở giới từ for. Apologize somebody for something. Xin lỗi ai đó vì điều gì. Câu 44: The village that I was born and grew up is situated on the Red River. Câu này lại là lỗi sử dụng đại từ quan hệ. Chúng ta sẽ không dùng that thay cho village mà thay vào đó chúng ta sẽ dùng where. Câu 45 Some children before going to school go to kindergartens officially are called nursery schools. Một số những đứa trẻ trước khi đi học thì đi mẫu giáo, nơi có tên chính thức là những ngôi trường mầm non. Câu này sai ở are called vì đây là một mệnh đề quan hệ rút gọn bổ nghĩa cho kindergartens. Chính vì thế chúng ta không dùng động từ are nữa. Câu số 46. English children start school in 6 and finish at 16. Những đứa trẻ ở Anh bắt đầu đi học năm 6 tuổi và hoàn thành việc học vào năm 16 tuổi. Chúng ta thấy sai ở giới từ in. Trước độ tuổi chúng ta dùng giới từ at, at 6. câu số bốn bảy, I don't feel as tired after a train journey, so I do after a car journey. câu này dùng so là bị lỗi, vì chúng ta thấy as, as là cụm so sánh bằng. giống như, chính vì thế chúng ta phải thay so bằng as. như vậy câu này mới có nghĩa, tôi cảm thấy đi tàu không mệt như đi ô tô. câu bốn tám, The child ran fastly to get to school. Câu này sai ở fastly, vì fast không có trạng từ là fastly mà vẫn là fast. Đứa trẻ đã chạy rất nhanh để đến được trường. Câu 49. If it will rain this afternoon, we will have to cancel our picnic. Đây là câu điều kiện loại 1, chính vì thế will rain không đúng mà chúng ta chỉ dùng rains thêm s thì hiện tại đơn. câu năm mươi, he's very weak to lift this suitcase. câu này sai ở very. chúng ta sẽ phải thay very bằng to. he's too weak to lift this suitcase. câu năm mươi sun weather can always be depended on in southern countries. Ở đây chúng ta thấy lỗi sai ngay ở đầu tiên. Sun sẽ không thể đi trước weather, mà chúng ta sẽ phải dùng mạo từ the, the weather. Câu số 52. The man that wife and family are away seems very lonely. Người đàn ông có vợ và gia đình đi xa dường như rất đơn độc. Câu này không dùng that, đại từ quan hệ mà phải dùng whose, đại từ quan hệ chỉ sở hữu. Câu số 53. Each year more and more people try setting new and unusual records. Hàng năm ngày càng có nhiều người cố gắng thiết lập những kỷ lục mới phi thường. Ở đây chúng ta thấy sai ở setting. Chúng ta không dùng setting sau try với nghĩa là cố gắng mà try setting có nghĩa là thử thiết lập. Ở đây chúng ta phải dùng to set, try to set. Cố gắng thiết lập. Câu 54, someone else put 49999 dominoes in a line and knocking them all down. Có một người khác đã xếp 49.999 quân cờ domino thành một hàng sau đó gạt đổ chúng. Chúng ta thấy sai ở động từ knocking. Ở đây để song song với động từ put quá khứ đơn, chúng ta sẽ phải chuyển knocking thành knocked, tức là thêm đuôi ed. Câu 55. The pew were actually 52 meters long. Chúng ta thấy sai ở were bởi the peer là chủ ngữ số ít, chúng ta sẽ dùng was. Câu 56. Why did all the customers at the Red Lion have to pay off the beer that week? Tại sao toàn bộ khách hàng ở quán bia Red Lion đã phải trả tiền cho món bia của họ tuần đó? Câu này chúng ta thấy sai ở off. Chúng ta không dùng pay off, thanh toán, mà chúng ta phải dùng pay for. Câu số 57. The heavy rain made it possible for us to have our picnic. Cơn mưa rào khiến chúng tôi không thể đi picnic được. Câu này chúng ta không thể dùng possible mà chúng ta phải dùng tính từ trái nghĩa impossible, không thể. Câu số 58. If you make a five days trip across the Atlantic Ocean, your ship enters a different time zone every day. Nếu bạn đi tàu 5 ngày qua Đại Tây Dương thì con tàu của bạn sẽ bước vào các vùng thời gian khác nhau hàng ngày. Ở đây chúng ta thấy không dùng five days trước danh từ trip mà trước danh từ chúng ta không dùng s. Five-day trip. Câu số năm mười chín. When he arrived at the furniture shop, they had been sold the table he wanted. Khi anh ta đến cửa hàng nội thất, họ đã bán chiếc bàn mà anh ta muốn. Câu này chúng ta thấy sai ở cụm had been sold. Đây là bị động. Mà chủ ngữ là dây thì chúng ta không dùng bị động. Chúng ta sẽ dùng had sold. Câu số 60, May Day regularly is celebrated in many countries around the world. Ngày quốc tế lao động thường được tổ chức ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ở đây chúng ta thấy regularly bị sai vì trạng từ sẽ không thể đứng trước to be trong câu bị động như thế này mà chúng ta sẽ phải dùng sau so is. is regularly Câu số 61. If airplane ticket wasn't expensive, I could fly to Singapore for my holidays. Câu này là một câu điều kiện hỗn hợp. Chính vì vậy, nó sai ở wasn't. Chúng ta sẽ phải dùng câu này giả định ở quá khứ và kết quả thì lại ở hiện tại. Chính vì thế, chúng ta sẽ phải dùng quá khứ hoàn thành. Hadn't been expensive câu sáu mươi hai friends avoid her to stop doing the housework because of her old age bạn bè khuyên bà ấy không nên làm việc nhà nữa vì bà ấy cũng đã cao tuổi rồi câu này chúng ta thấy her own age là một cụm danh từ chính vì thế không thể dùng because mà phải thêm of vào sau because of câu sáu mươi ba Although she is 103 but she still does a lot of work in her flat. Mặc dù bà ấy đã 103 tuổi nhưng bà ấy vẫn làm rất nhiều việc trong căn hộ của mình. Câu này sai ở but. Đối với câu có although, mặc dù, chúng ta chỉ cần dùng dấu phẩy để tách hai vế. Câu 64. He had so a difficult exercise that he couldn't do it. Anh ấy gặp phải bài khó đến nỗi mà không thể giải được. Câu này, a difficult exercise là một cụm danh từ, cho nên chúng ta không dùng so. So chỉ đi trước tính từ và trạng từ thôi. Chính vì thế, chúng ta sẽ dùng such để thay thế. Câu 65 It is the largest city in Europe with a population of over 8 million. Đây là một thành phố lớn nhất ở châu Âu với dân số hơn 8 triệu người. So sánh nhất chúng ta không dùng larger mà dùng largest. Câu 66 It is a beautiful building of two towers and a very big clock called Big Ben. Đây là một tòa nhà đẹp với hai tòa tháp và một chiếc đồng hồ rất lớn có tên là Big Ben. Câu này chúng ta thấy không thể dùng giới từ of, a building of two towers, mà có hai tòa nhà chúng ta sẽ dùng giới từ with, a beautiful building with two towers. Câu số 67, Many hundred years ago, there were many villages and little towers in England. Hàng trăm năm trước đây, ở Anh có nhiều làng mà ít thị trấn. Câu này sai a little vì đi trước towns một danh từ số nhiều đếm được chúng ta sẽ dùng few chứ không dùng little. Little chỉ dành cho những danh từ không đếm được. Câu 68 They usually took a tree back with them and put it on the center of the village. Câu này chúng ta thấy sai ở giới từ on. Thay vào on, chúng ta sẽ phải dùng giới từ in the center. Câu 69 The international working class made the one of May the day of solidarity. Giai cấp công nhân quốc tế đã lấy ngày mùng 1 tháng 5 trở thành ngày đoàn kết của họ và ngày chúng ta không dùng số đếm mà phải dùng số thứ tự chính vì thế one phải chuyển thành first Câu số 70 The first May Day celebrated in England in 1890 Ngày quốc tế lao động đầu tiên được kỷ niệm ở nước Anh vào năm 1890 Ở đây chúng ta thấy sai ở động từ celebrated chúng ta phải dùng dạng bị động quá khứ đơn, chính vì thế thêm was. Was celebrated được kỷ niệm. Câu số 71. Television is one of man's important means of communication. TV là một trong những phương thức giao tiếp quan trọng của con người. Ở đây chúng ta thấy mean, chúng ta phải thêm s thì mới trở thành phương tiện, danh từ. Câu số 72. Though TV, home viewers can see and learn about people, places and things in faraway lands. Nhờ có TV, người xem ở nhà cũng có thể xem học được về con người, nơi chốn và những đồ vật ở những vùng rất xa. Chính vì thế câu này sai ở though, chúng ta sẽ phải thay bằng thanks to, nhờ có. Câu 73. TV provides many more entertainment programs than any other kind. TV cung cấp nhiều chương trình giải trí hơn bất kỳ loại hình nào khác. Đây là một câu so sánh hơn, vì vậy chúng ta sẽ phải thay từ as bằng từ than. Câu số 74. Poverty desert countries in Africa can grow guayule. Các quốc gia sa mạc nghèo đói ở châu Phi có thể trồng loại cây cúc cao su. Ở đây chúng ta thấy poverty, sự nghèo đói, chúng ta sẽ phải thay bằng poor. Tính từ của sự nghèo đói. Câu số 75. The rubber farms will make a lot of money and give jobs to a great deal of people. Các đồn điền cao su tạo ra rất nhiều tiền và mang lại nhiều việc làm cho nhiều người. Câu này chúng ta thấy sai ở cụm từ a great deal of nhiều đối với people chúng ta sẽ phải thay bằng a great number of. Vì a great number dành cho danh từ số nhiều đếm được, còn a great deal of thì dành cho danh từ không đếm được. Câu số 76, around the age of 16, you must make one of the biggest decision of your life. Khoảng 16 tuổi, bạn sẽ phải đưa ra một trong những quyết định quan trọng nhất của cuộc đời mình. Câu này chúng ta thấy decision bị sai vì thiếu s. Tức là phải chuyển decision thành một danh từ số nhiều, thêm s one of luôn đi với một danh từ số nhiều. Tới đây quý khán thính giả đã đi được một nửa chặng đường rồi, chúng ta sẽ giải lao trong vài giây. Câu số 77, Junko Tabei is a Japanese from Hokkaido was the first woman to make this difficult climb. Junko Tabei một người Nhật Bản đến từ Hokkaido là người phụ nữ đầu tiên thiết lập kỷ lục leo núi này. Câu này chúng ta không thể dùng is đi sau dấu phẩy sau Jungle Taipei. Đây là một mệnh đề quan hệ. Vế is a Japanese from Hokkaido bổ nghĩa cho Jungle Taipei. Chính vì thế phải dùng một đại từ quan hệ. Và is phải chuyển thành quá khứ đơn. Who was a Japanese from Hokkaido? Câu số 78. A Tokyo newspaper television company had organized the climb in 1975. Một công ty truyền hình báo chí đã tổ chức cuộc leo núi này vào năm 1975. Câu này chúng ta thấy sai ở C had organized. Đây là thì quá khứ hoàn thành. Mà trong câu này chúng ta sẽ phải dùng thì quá khứ đơn. Chỉ cần dùng organized Câu số 79, Bill and Fred were students at the university and they were friends. Bill và Fred là sinh viên ở một trường đại học và họ là bạn của nhau. Chúng ta thấy rõ ràng sai ở động từ was, chúng ta phải dùng were. Câu số 80, The noise on the roof of the trailer woke Bill and Fred up very quick. Tiếng ồn ở trên nóc tòa tàu đã đánh thức Bill và Fred rất nhanh. Câu này chúng ta thấy sai ở quick, chúng ta không thể dùng tính từ quick ở đây được mà phải dùng trạng từ quickly để bổ nghĩa cho động từ woke up. Câu 81 In April 1984, David Hampleman Adams walked through northern Canada to the North Pole with himself. Vào tháng 4 năm 1984, David Hampleman Adams một mình đã đi xuyên miền Bắc Canada tới cực Bắc. Câu này chúng ta thấy sai ở with, with himself. Chúng ta phải thay bằng giới từ by himself, tức là làm gì đó một mình. câu 82. David was a bravery man to go on this adventure by himself. David là một người đàn ông can đảm vì đã một mình thực hiện chuyến phiêu lưu này. Câu này chúng ta thấy sai ở danh từ bravery, sự dũng cảm. Chúng ta phải dùng ở đây là tính từ brave. Câu 83 Be in England is a small town of 1,500 person with a history of 900 years. Binh Đen Đen ở Anh là một thị trấn nhỏ với dân số 1.500 người và có lịch sử 900 năm. Ở đây chúng ta thấy sai a person. Person là danh từ số ít và chúng ta phải dùng danh từ số nhiều ở đây, people. Câu 84 E Each Monday, oh people, widows, widowers and others living on small incomes take part with a ceremony called Charkas charity. Vào mỗi ngày thứ hai của lễ phục sinh, người già, người quá chồng, quá vợ và những người khác sống với một nguồn thu nhập nhỏ cùng tham gia vào một buổi lễ có tên là Charkas charity. Câu này chúng ta thấy say with đi sau take part chúng ta phải dùng giới từ in take part in tham gia Câu 85 Her family were patriots who supported the American revolutional Gia đình cô ấy là những người yêu nước đã đóng góp nhiều cho cuộc cách mạng của Mỹ. Câu này chúng ta thấy sai ở revolutionary đây là một tính từ của revolution, của cách mạng. Chúng ta sẽ phải dùng revolution. Câu 86 She wouldn't be killed if that she did not betray the patriots in the area. Cô ấy sẽ không bị giết nếu cô ấy không phản bội những người yêu nước trong khu vực. Câu này chúng ta thấy sai ở if that. Đây là câu điều kiện chúng ta không dùng that sau if. Câu 87 The city of Lavkeen, Texas has had much than 10 million employees working for it without pay. Thành phố Lufkin ở bang Texas có hơn 10 triệu người đang làm việc không có lương. Đây là một câu so sánh hơn, chính vì thế chúng ta không dùng much mà chúng ta phải dùng more had more than Câu 88 These employers haven't taken vacations, asked for sick leave or complained about having to work long hours. Nhân viên không được nghỉ, không được xin phép nghỉ ốm hoặc không được phàn nàn về làm việc quá giờ. Câu này chúng ta thấy sai ở danh từ employers. Employers là ông chủ con employees mới là người làm thuê. Câu 89. The worms eat the waste and turn it into clean fertilizer, whom the city then sells to the farmers. Những con sâu ăn rác, sau đó biến chúng thành nguồn phân bón sạch, sau đó thành phố sẽ bán cho nông dân. Câu này chúng ta thấy không dùng đại từ quan hệ whom mà chúng ta phải dùng which thay thế cho clean fertilizer. Câu số chín mươi. During the Revolutionary War, American patriot wives and children frequently had to take refuge in folks escaping attacks. Trong suốt cuộc kháng chiến, những người vợ yêu nước Mỹ và những đứa trẻ thường phải lánh nạn ở các pháo đài nhằm thoát khỏi các cuộc tấn công. Câu này chúng ta thấy sai ở động từ escaping. Chúng ta sẽ phải dùng to escape. Câu số 91 The women would spend their time to make bread and bullets for the soldiers. Những người phụ nữ dành thời gian để làm bánh mì và đạn dược cho binh lính. Câu này chúng ta thấy sai ở à, to make vì đi sau động từ spend, spend time or money. Dành thời gian hay tiền bạc làm gì chúng ta sẽ dùng động từ verb in. Chúng ta phải thay bằng making. Câu 92. The women were indignant and decided that they themselves would do one more effort to drive off the enemy. Những người phụ nữ phẫn nộ và quyết định rằng Họ sẽ nỗ lực để đánh đuổi kẻ thù. Câu này chúng ta không dùng động từ do với danh từ effort, mà chúng ta có cụm từ make an effort. Nỗ lực hết sức để làm gì? Câu 93 The delay to prevent the surrender or allowed time to reinforcement to arrive and drive off the enemy. Lệnh ngừng bắn đã bảo vệ những người đầu hàng và cho phép có đủ thời gian để lực lượng tăng cường đến và đánh đuổi kẻ thù. Và câu này chúng ta thấy rằng động từ to prevent không đúng mà chúng ta phải dùng động từ quá khứ là prevented. Câu 94. The Japanese first developed fake food in the 1920s to introduce people to unfamiliar West dishes. Người Nhật lần đầu tiên phát triển đồ ăn giả vào những năm 20 để giới thiệu người dân với những món ăn phương Tây lạ lẫm. Câu này chúng ta thấy xài West. West là danh từ phía Tây. Còn phương Tây chúng ta phải dùng Western. Câu số 95 David was a young man who working in an office in a big city. David là một người đàn ông trẻ làm việc trong một văn phòng ở một thành phố lớn. Câu này chúng ta thấy sai ở động từ working. Đi sau đại từ quan hệ who, chúng ta phải dùng động từ quá khứ đơn trong câu này. Who worked. Câu 96. He decided to have a holiday in a beautiful place in the mountains where there were much streams. Anh ta đã quyết định đi nghỉ ở một nơi đẹp ở trên núi nơi có nhiều con suối. Câu này chúng ta thấy sai ở much vì đi trước danh từ streams, những con suối phải là many. Câu 97 A rich man and his wife went in a shop to buy a bracelet. Một người đàn ông giàu có cùng với vợ đi vào cửa hiệu để mua chiếc lắc tay. Câu này chúng ta thấy sai ở man. Thay cho man chúng ta phải dùng man. Một người đàn ông. Câu 98. She traveled To villages and religious centers with only an interpreter and a few men to carry her camping equipment. Cô ấy đi du lịch vào các ngôi làng, các trung tâm tôn giáo chỉ với một trợ lý phiên dịch và một vài người đàn ông để mang đồ cắm trại. Câu này sai ở equipments bởi equipments là một danh từ không đếm được, chính vì thế chúng ta không có s equipments. Câu 99 She adopted a 15 years old Sikkimese boy to travel with her. Cô ấy đã chấp nhận một cậu bé người theo đạo Sikh 15 tuổi đi cùng. Câu này chúng ta thấy 15 years old. Bị sai vì chúng ta không được thêm S vào cụm từ này nếu đi trước danh từ Sikkimese boy. Câu số 100. One day, a lady saw a mouse to run across her kitchen floor. Một ngày nọ, người phụ nữ bắt gặp con chuột chạy ngang qua sàn bếp. Câu này chúng ta thấy sai ở to run, chúng ta phải thay bằng running. Bởi vì see something or somebody, to do something có nghĩa là chứng kiến toàn bộ quá trình hành động xảy ra. Còn nếu là động từ đuôi in thì chỉ chứng kiến một phần của hành động đó. Chính vì thế trong câu này tình huống người phụ nữ nhìn thấy con chuột chạy ngang qua nghĩa là chỉ nhìn thấy một phần quá trình chạy qua của con chuột không theo dõi được cả quá trình chúng ta phải dùng running